30 triệu. Khu sân gôn đang có. Mấy cái bè nuôi cá nuôi tôm hả? Tôm hùm á. Tôm hùm hả? Nổi tiếng nhất của Việt Nam luôn. Tôm hùm mình thân rồi nổi tiếng. Nổi tiếng nhất của Việt Nam luôn. Không đó đâu. Chắc có, nó có đủ. Hình như là thích như vậy. Nó như vậy, nó chạy như vậy. Nhưng khi mình không mua, mình gặp quen mỗi ngày thì tinh nó là ngon. Đông hả? Bộ nào đông. Cái bình hướng đỏ đỏ là bên kia đó hả? Các bạn nhìn phía gần đây nha. Tàu, tàu nó chảo quả đó. Ờ, à, nó đỏ đó hả? Ý là mình đi sớm á. Hả? Ý là đi sớm á. Mình đi sớm rồi, mà nó sớm hơn mình nè. Sớm mình. Hả? Người ta đi trong Nam ra. Ê, giờ đi xe xong. Vì không muốn đi chơi với người làm tục. Chơi với tiền. Bỏ chiếc mới vậy. Bỏ chiếc mới đi. Bỏ chiếc mới đi. Ta biết bỏ được anh Thuận. Chơi với tiền nghe nó nặng câu lắm phải không? Bỏ chiếc mới đi. Tắm tiền, chơi tiền. Nhẹ nhàng. Thôi đến đây đừng có vô quá sát quá xuống được đường ơi. Đúng quá mở cửa xuống được. Đi lên một xíu để mở cửa ra mới được. Vậy thôi, đó, vậy thôi. Chứ sát quá mở ra đi thôi. Có không? Bình thường, bình thường. Nước xanh đó chứ, ha, nước đồ thổi xanh đó. Tái rồi hả? Dạ. Cây hả? Chạy dạ. Một chiếc cano luôn. 20.000 người. 20.000 người một chiếc cano. Để em chở nè. Từ đây qua đâu bao nhiêu phút? Vậy 5 phút à. Đảo gì đảo gì? Đẻo Bình Hưng. Bình Hưng. Dạ. Có đẻo Bình Hưng anh đi 20. Tàu chở chở được bao nhiêu người? Tàu nào bự cái nào? Em phát cano, em phát cano, em chở cano. Tàu tàu bự cái nào đó chỉ cho thấy người ta bán được người luôn. Ủa chú bảo rồi con, chú bảo rồi con. Chú bảo rồi.
tàu gỗ như vậy là anh phải đi hai tàu. Mình cho nó mình không muốn đi hai tàu và mình muốn đi tàu Echang, cái tàu đó mình nói biết ngàn rồi. Lần rồi mình chỉ có nói vòng mình biết không tin nữa. Biết rồi, mới cho đi hai tàu là mất, đó là công biết phòng bên đó nó không có vẻ. Phòng nó khỏe. Rồi sao? Mình hiểu rồi, nhưng mà mình nói mình từ đầu đến cuối mình muốn tàu Echang như vậy thôi. Xin lỗi chị, mình nãy giờ nói tàu Echang vậy thôi, mình đâu lấy đâu. Ủa cái biển nó đẹp cũng đẹp trắng là tắm đó được rồi hả? Bãi đó bao nhiêu vậy? Bãi đó bao nhiêu vậy? Đó là bãi Kinh. Ờ, bãi đó cũng đẹp đó. Bài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chưa thấy của chị rồi đó. Rồi chị im lặng đi nha. Rồi. Dạ, rồi, đừng nói nữa. Vô người ta vô kìa, đào thiếu giống gì. Đó. Đó đó, đứng lên đi. Xin lỗi luôn, mình nói thật xin lỗi luôn. Tại vì mình nói từ đầu mình nói mình muốn đi chung. Quay phim thành chung vậy không? Cho nên mình nói từ đầu thì xin lỗi, xin lỗi. Rồi, không nói nữa, nói nữa. Không nói tôi không có bỏ lên đài đâu. Vậy im lặng tôi không bỏ lên đài đâu, ok? Nó dễ lên, rồi. Ăn ngon nè. Bao nhiêu ly vậy con? 5 ngàn. Quá ngon luôn. Ngon hả? Quá ngon hả? Good. Nước xanh đẹp quá. Nước này đẹp quá. Nước xanh đẹp quá. Mình lấy cái vải sang kia đó. Đậu là cái đó không đậu không đi được nha. Cho nó lên đi. Không, xoay hướng này, xoay hướng này. Xoay hướng này. Nhìn ra này, đó, đó. Rồi nhìn ra biển. Đó, vậy mới đẹp. Quá giàu nha. Trời ơi, mấy chuyện mà còn nè nữa. Đó. Mẹ baby. Ok mấy đứa. Mấy đứa, một là nói tiếng Việt, hai hả? Gọi em cho em gọi bên mến nào. Số đâu chứ L
Lấy cái má xuống ơi, lại lại. Cái mặt xuống. Trời ơi là trời, cái đó luôn. Chưa nha. Rồi xuống đi. Đầu này mới đủ lớn anh ha, mấy hộp kia nó xíu xíu anh ha, sao trả được. Đúng rồi. Đại gia ba con mắt. Thấy chưa? Kinh hoàng chưa? Thấy rõ chưa? Hai con mắt ra đó. Hôm nay bác Thảo là cấp tình nha. Bác Thảo lái xe. Không phải. Coi dừng bốc cái cốc này, coi dừng bốc cái này nè con, coi dừng bốc á. Coi dừng bốc cái đó đó. Bỏ lên. Rồi, bốc cái cây này, coi dừng bốc cái này. Coi dừng cái đó nguy hiểm lắm á. Bình thường thôi, rồi đi Chà Là nha. Một đi bờ Chà Là, hai đi bãi tiên thôi, nhiêu đó rồi. Rồi hai cái đó rồi.
cho tôi tắm cái đã rồi tôi tại đó là tắm ok chứ hả tại đó là tắm ok nếu mà muốn bỏ gì vô phải tiêm đúng không mượn đẹp tối đúng không mượn một phải thôi rồi sau đó mình đi với cái chụp ảnh á là với cái cầu á mất rồi dạ đúng rồi cái cầu bây giờ nó bị khó rồi nó không cho mượn thứ đó rồi mấy em đợi bây giờ tại sao cầu có cầu mưa nó cắm mà một con đường cầu vòng rồi đâu bảy màu cầu vòng bảy màu là nó cắm luôn đó ngay chỗ ấy luôn đó thì cắm thấy là đi lên đây là gì tại đó trước không con đường cầu vòng mới đẹp chứ cảnh như vậy đến trứng đi bộ xuống luôn chú nghĩa là phải đi xuống sát đi theo hả? Con đường mòn kìa có con đường mòn kìa xuống sát biển luôn hay đi 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 tụi con chỉ cho tụi con okay, rồi đúng rồi con dẫn đi dẫn đi chạy hết rồi chạy hết rồi miễn phí xe miễn phí rồi mình sẽ có bãi này là bãi chụp hình sẽ có một bãi tắm dưới này gọi là bãi trà là và trung tắm dưới này để chụp hình thôi nhưng mà anh ai đi không nổi thì sao vậy anh ai đi không nổi hả có 100 thước mà không nổi thì ngồi đây thôi đây mát ngồi đây mát này ngồi đây mát này nhà mình đủ chưa đây no no đến đây đến đây bà con nhà mình ơi đến đây nhà mình nó đến đây bãi đá trứng là dưới biển luôn hay giờ nó luôn hả dạ đúng rồi tới mặt biển luôn là bãi đá trứng chứ đi xuống đi đi chỉ đường cho đi theo con đường mòn đi xuống luôn có một con đường mòn ra xuống đó luôn xuống đó mới tới bãi mới đẹp chụp ảnh chụp hình mới đẹp còn ở trên đây là mình bán đi trước không anh chở đi rồi xa tốn tiền rồi tới tới đi làm sao tắm sao không chứ chờ đoàn đi đây xuống đây đây theo ông anh hướng dẫn ra đi theo anh nói dạ mọi người ơi ba lô gì mà không quan trọng bỏ đây nha đi một mình nó còn mệt nữa nó chê men thì cái ba lô tiền bạc thì mang đi đồ đạc để lại đây giùm em té mệt lắm đó tôi đi từ từ mà anh đi được không em nó đi một mình cũng báo cũng tắt mình chị còn không nghe. Ừ. Ba đi nổi không? Ba đi nổi không? Leo xuống cái đấy đó là xa đó chứ không gần đâu. Nói đi lượt tiếng mà. 55 hả? Giáp này nó hơi trơn hả? May là nó khô đó. Ừ. Mình lường sức mình thôi. Thật em kéo không lại. Xuống rồi còn đi lên nữa. Ông Hòa có đi không? Có. Cho ông có đi không vậy? Không đâu. Chết mồ rồi. Xuống thì dễ. Thì mày phải đi với ông chứ. Có ba cái này sao mày lượm thấy vậy? Nó mang đại cái giày ướt đi hồi nó khô bây giờ ba đi cũng khô rồi nè đằng nào cũng ướt một cái giày đó là để nhúng nước xong khô với nước xong khô đời tôi cứ đứng ở đó đi đi từ từ xuống đời tôi đi sau bà không có lo gì cho tôi hết đời đời từ đó té rồi đây này thấy chưa ông té rồi ông bảo ông té rồi tôi chỉ một mắt mà ông lại chơi tôi khách khe ông hai mắt thế đứng đó bà đưa ra bà đứng lên thôi bà đưa ra đứng lên đi lên rồi đi lên ngược lên đi lên đi lên khó quá bỏ qua đi có cái đá bên kia đứng đây cái chụp từng gia đình được á sâu gì xuống làm gì sâu quá hả đi lên có cục đá cái chụp được á
Vui quá nha. Đứng đâu đi, đứng đâu đi. Đứng đâu, đứng đâu, đứng đâu. Đứng đi, đứng đi, ba người luôn, ba người luôn. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Rồi, đứng đây. Quá dễ. Nãy là đứng chưa? Đấy là ngang, bây giờ đứng. Em tính ngồi. 1, 2, 3. Nãy em ngồi nè. Ngồi đi, ngồi đi. Sao? Bao giờ ra? Nó còn dễ đeo không? Đi đi. Sao mày cầm được? Sao? Cái gì bị gai? Gai đây. Cái gì bị gai? Bây giờ theo nó nói tắm biển á, là phải đi cano qua bên bãi tắm biển mới được. Còn ở đây đó mà muốn lên ngồi hải đăng này kia đóng cửa hết rồi, đóng cho vô nữa cũng không hết rồi. Khu vực ở trong đảo chỉ đi xe điện là đi vòng vòng ở đảo thôi. Còn cái khu đi tắm biển á, là phải đi tàu cano đi chỗ khác tắm biển chứ không phải ở đây. Ở đây làm có bãi tắm. Cà la buộc cũng phải đi tàu, tất cả những bãi tắm là đi tàu hết, không được đi xe điện chỉ có một con đường lên bãi Trái Trứng hoặc là hồi đó có An Hiếu lên An Hiếu chứ bây giờ hết An Hiếu chỉ có bãi Trái Trứng thôi. Chắc không? Quay video luôn rồi nè. Rồi bây giờ đi tàu cano bao nhiêu tiền? Không, anh phải hợp đồng với cái chủ tàu thôi, chứ tụi em cũng là 20 ngàn, đi 20 ngàn gì là 40 ngàn đó. Đi tàu hả anh? Ừ, đại khái 20 ngàn người đúng không? Đi tàu nó sẽ tính chuyến, nó không tính người. Ví dụ anh hợp đồng với Hồng Ngàn là chiếm bao nhiêu, anh nói chuyện với Hồng Ngàn luôn. Cũng cũng cỡ cỡ vậy, cũng cỡ thôi. Chắc cỡ 40 ngàn người, ví dụ đúng mình rồi. Đi 50 người. Có. Nhưng mà nó ngoài ra đó có một bãi tắm ở đây có chạy tới được. Nhưng mà chạy tới đó nó cũng tính mình 40-50 ngàn mua vé để vô tắm cũng vậy à. Cái bãi kinh đó là cũng phải mua vé vô đó. Bãi kinh là bãi phía ngoài đó. Bãi xe của mình đâu á. Bãi xe đó, còn bây giờ mình đi bãi tắm thì mình thuê tàu đi rồi nó đón mình đi đâu. Đến cái nãy mình nó chở qua đây là để làm gì? Bãi này đi tàu bao lâu? Bãi này là để sắm máy chụp ảnh chụp hình thôi. Còn hay nhất đó, mình quay về đó mình ăn đi rồi xong mình xuống biển mình tắm cái biển đi, mình giờ thấy mồ đi đâu chứ. Ủa tao ngồi đây hả? Được ở đâu? Không có gì hết đúng không? Không tí. Bây giờ ngồi giúp bà. Chú bái, đâu? Xíu á. Từ cái đảo tại tắm biển ở đây vừa tốn hai 40 ngàn mà mình vừa không được trưa nữa, mình về đó phải ăn trưa buffet. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 10:30 gần 1 giờ rồi. 10:10 mà về đó biển mình đẹp đúng không? Không bây giờ hỏi mấy con quyết định mấy con muốn sao dưới nữa không? Bây giờ 10:10 rồi, 11:15 rồi. Đi một tiếng hơn mới tới đây. Rất là trong tối bãi biển, không đẹp không ăn tiền. Bãi nào? Biển. Không đẹp bãi biển ở đây đúng. Nhưng biển cao cũng đẹp luôn. Không đẹp bảo chú luôn. Bãi gì con, bãi gì con? Bãi biển ở đây nó rất là trong, nó đẹp. Bãi ngàn luôn thì nó bằng. Mà bãi nào, bãi gì, tên gì? Bãi mình trong, bãi mình trong. Bãi tên gì, bãi tên gì con? Bãi này chú đi tắm bãi nào? Ủa đây là khách đây là khách ở đâu vậy? Đúng rồi. Bây giờ đời là bãi này đẹp hơn hay sao? Bãi nào cũng thấy đẹp hết, biết bán quán này. Thôi bãi không? Vấn đề là vậy. Nếu mà chấp nhận nhìn đói. Đó rồi đi tắm biển đó cũng sướng vậy. Thì đúng, nhưng mà nếu chấp nhận nhìn đói đó, ra bãi kinh tắm đi, cho nó đổi cảnh cho xíu. Rồi, quý shop sành con quá. Để chú hỏi hết mọi người đi, mấy chờ thôi, mấy chơi đi thôi. Con chọn đây. Nam đây không? Chứ về cái này thường quá, về chấp nhận nhìn đói đi.
ăn hai tô bún heo rồi. Rồi hết rồi đó. Chưa nữa. Quá đẹp, mình đang hỏi đẹp mà. Bảo bãi cái mi này vô, bãi cái này vô. Bãi nào gần hơn? Bãi nào gần hơn? Không phải kính là gần rồi, bãi kính gần rồi đi bãi mi. Bãi mi gần hơn. Bãi mi gần hơn hả? Đi bãi Chà Là ngon chứ. Chà Là là đẹp. Đi bãi Chà Là là đẹp nhất. Giỏi tắm xong vô mình muốn đi lên bãi Chà Là tắm. Tắm xong. À, họ sẽ chở mình về tại cái chỗ mà đầu tiên mình xuất phát đi qua đây và trở về nơi mình đi xe. Ai, ok, là trưởng đoàn đó anh lo cái đó hả? Dạ, ý là em điện cho dạ, anh hỏi có bao nhiêu tiền nào anh hỏi liền. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Bao lâu nếu mà đi không kể thời gian tắm thời gian di chuyển là bao lâu? À, di chuyển là chắc khoảng tầm 30 phút. Anh xuống biển anh tắm không bây giờ 30 phút hết á. Bây giờ 30 phút đi 30 phút qua bên kia là 60 phút, bây giờ tao hỏi bao nhiêu tiền ở đây. Tiền xong đầy đủ hết luôn nha. Xe này có đi không gì? Đi hết luôn, vâng. Miss nguyên một cái lên xuống. Nó không phải mai là một cái lên xe. Có hiểu không? Nhờ mình lên xe. Ngồi đại đi. Rồi. Rồi. Lao cho hết rồi. Đây dưới đây chụp một cái đi nha, chụp cái nha. Chụp nhóm. Rồi chụp hình nhóm nè. Chụp hình nhóm nè. Hey son. Gì vậy? Xuống luôn. Không dám chụp hình hả? Lên xe. Rồi sao ông kia nó hạ đang lên không được? Ví dụ cho mở đẻo thì được, chứ còn mà dân vô đường là không được. Nó phạt là chống người nước ngoài qua đó là nó phạt kẹt chốt nước. Chống người nước ngoài là người dẫn bị phạt. Chú đồn chú vậy? Không, chú đâu có đoàn đâu, chú người nước ngoài mà đoàn gì? Chú ngồi nước ngoài là kẹt chốt nữa. Kẹt chốt nữa. Ai cấm, ai nói? Bây giờ con... Ở chú bà phim phòng ở dưới đó mà nó nghe cái là nó bắt được cái là nó luôn con nó ra nó phạt thì chú không? Hỏi nó tìm luôn đó. Một người là mấy chục triệu đó. Nó không cho một quốc tịch người Việt Nam mà quốc tịch người nước ngoài nó cũng mệt luôn. Đồ của chú là nãy giờ con lấy nước ngoài nhiều lắm rồi đó.
xe ra chưa? Tàu rồi, tàu đến rồi, tàu đến rồi. Ok, tàu đến rồi ha. Rồi ra tàu, ra tàu. Bảo. Đứng đây, đứng đây. Ủa, cảnh này đẹp lắm á. Cảnh này hiếm lắm á nha. Chị có cái là box spray á. Hai ba người bấm được. Ok rồi, xuống luôn. Quên gì vậy? Dạ không có. Đi lên đi, đi hả? Dạ. Anh Việt cho em gửi mấy đứa con dùm nha. Đó, chị đi. Đây. Thôi bây giờ quyết định qua đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này được cái gì đó trong rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi xong rồi, cảm ơn, cảm ơn. Quay quay, hold on, hold on. Đi bên này trước đi. Quay 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 quay. Bên phải đi trước đi. Bên phải đi trước đi. Tao đã ghi tàu. Này trả tiền cho con. Chú này trả tiền cho con chứ. Không đi được đâu, trả tiền. Rồi kìa, mới đi bộ mà. Không, không, không. Cái đường cái đường đâu. Nó đâu có cho vô đâu cho xong rồi, xong rồi. Không, mình trừ mấy người trên kia nữa. Bảy người, rồi bảy người nó đón về đây mình phải ra tiền chứ. Bảy người đang vô nhà hàng Hồng Nhàn. Bây giờ bảy người đang ăn nhà hàng Hồng Nhàn đó, được được tiền miễn phí không? Đang ăn. Bảy tám người đang vậy đó. Bảy người trong rồi đi nữa. Đúng rồi. Mà người ta đợi ghé đó người ta ăn. Ăn hàng lát nữa chỗ vô miễn phí rồi tốn tiền. Ồ ăn không tốn tiền hả? Ăn xong rồi chỗ vô lại cũng là miễn phí rồi. Miễn phí đúng không? Rồi rồi được rồi, miễn phí đúng không? Nhá nhá. Ăn xong chỗ về lại đâu lấy tiền mấy chú đi nữa đâu. Rồi. Kem bích sáu lăm.